Lão đây cả gan thỉnh cầu các mời các vị anh hùng hạ cố đến nhà của lão đi làm khách gia đình của Từ Chi. Không ai mời khách như vậy đâu, có khác gì như bắt được người ta. Lão đây thành thật gian xin các vị mà, thành thật gian xin mà. Tôi có chuyện này là sao? Tôi cũng không biết. Tôi có hỏi gì đâu, tại sao tôi lên tiếng? Mày nói chuyện lý do, có chuyện gì tôi nói? Chuyện con mình, lão đây không muốn làm vậy đâu. Nhưng vì thằng con trai duy nhất của lão đã bị bắt về, tôi xin viết giấy để lại. Nếu như có thể mời các vị về hàng xá làm khách 3 ngày, họ sẽ thả con trai của lão về nhà. Còn nếu không thì lão sẽ nhận xác con mình về. Các bạn đang xem phim tại website tvb.vn. Sao ngày xưa là vị đại phương duy nhất của làng này, là vị thầy thuốc của lòng thương người, từng cứu sống nhiều mạng người ở trong làng này, là vị đại ân nhân mà cả làng này đều công nhận. Rồi con nghe nè, dù muốn gì không, con cũng phải giúp ông ta, con phải giúp ông ta. Người tốt sẽ được trả báo, đồng đại sư có lòng dạ Bồ Tát, chứ không ta duy nhất đã bị bắt cóc rồi. Các chị anh hùng hãy ra tay cứu mạng, hãy ra tay cứu mạng. Đúng mình nè, bọn người bắt cóc con trai của ông ta, nhất định là chống đối chúng ta. Tôi nói cũng rất đúng. Vì sự an toàn của hắn, chúng ta cần phải đến nhà hội đồng làm khách dần. Cả ngươi làm gì? Còn không mau giao lên mai đồng. Thì với lời nói của ngươi à? Dạ. Bỏ ta. Vì thấy chưa? Nếu ta thực sự xuất hiện, hai người sẽ ra sao? Cô ta cũng tạm được. Nhưng mà... nếu tội hại dùng chiếc này kể thì sao? Nếu như là Âu Dương Vô Địch thì... thôi, mình dùng chiếc này thì đúng không? Thì chắc đâu, Vô Địch càng lý tưởng hơn. Tôi nói bằng hữu, tên Dương Đất kia đã bỏ đi rồi, chúng ta có cần đấu tiếp không? Không tính gì thôi, chúng ta đấu cho anh xem đi, vô nghĩa thôi. Ông Dương bằng hữu, thiết y vậy và chịu yến linh của Dương càng rút càng gây con. Như vậy cho thấy sau này tha hồ mà để cho chúng ta ra tay. Nơi mà chúng ta có thể tham gia nhất định phải là nơi náo nhiệt. Vậy Âu Dương Vô Địch này sẽ không sợ cô đơn nữa đâu. Âu Dương Vô Địch và Phi Mã Vô Tình là hai tên kiêu ngạo đáng chết nhất giang hồ. Từ thành Kim Lăng tới đây đã làm hỏng nhiều chuyện của Đoạn Mổ này. Đoạn Mổ bất chấp thủ đoạn phải giết hỏi cho bằng được. Tại hạ từng được nghe nói Tư Mã Vô Tình và Âu Dương Vô Địch là hai tên rắc rối vô cùng. Nếu đang đầu dân họ đến thấu xương, tại hạ có thể hiểu được. Nhưng không thể gì đối phó với họ. Các bạn đang xem phim tại website tvb.vn. Nếu đang đầu không lẽ lại bỏ qua cho họ dễ gì sao? Dám chống đối như thế như vậy không dễ gì bỏ ra cho họ được đâu. Nhưng mà mục tiêu chính của chúng ta là bỏ người với kinh nghiên tiêu cực kìa. Trời khi vẫn phân chủ yến linh rồi, nếu đối phó với Âu Dương Du Lịch và Tư Mã Vô Tình cũng vẫn chưa muộn. Nếu chưa đến chủ yến linh, hiện giờ ả đang nằm trong tay của chúng ta. Tôi tin rằng không bao lâu sau, chủ ban đầu sẽ trả được thù hai tên đã giữ ước nguyện thôi. Nhưng mà Kim Thiên Chính Bắc Quyên và Hắc Cô Lô thì chắc là có công hiệu, không có dễ vậy đâu. Thật ra chuyện này nằm trong cuộc suy đoán của bổn tọa. Hai tên này thật ra chỉ là luồng khối của bổn tọa mà thôi. Hả? Như nói như vậy, chú ban đầu có mục đích khác à? Bổn tọa muốn chủ yến linh sẽ tập trung để đối phó với sự rối nghĩa của người khác mà thiếu đi sự đề phòng. Lúc đó chúng ta sẽ ra tay bắt gọn cả bọn của chúng nó.
À, vậy ngày mai họ có thể cùng chúng ta về không? Chắc là như vậy. Nhưng là đứa con duy nhất của chúng ta, nếu họ không giữ lại nữa thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta đã nghe lời họ rồi, cũng đã giữ chân bọn người của Trung Nguyên tiêu cực ở lại. Ngày mai đã báo hạn, nếu như họ giữ lời hứa thì chúng ta đã không thể lo nữa rồi. Tôi cũng như vậy như vậy. Đừng sợ. Là nó thôi thôi. Anh à, tôi lấy tôi rất gì vậy? Tôi không biết vậy. Anh đặt cho tôi ra đi. Chị họ đây. Không biết ai chuyện gì vậy? Tuấn Linh. Như chị, có chuyện gì không? Tuấn Linh à, mày không cảm thấy lạ sao? Thế như vậy mày dựng đồng hồ xuân cầm quân chúng ta lại, nhưng là không đúng nhân sự, chẳng làm gì chúng ta cả. Theo tác phong xưa nay của thích như vậy, hắn không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Điều của vừa nói chính là điều mà ý mình đang nghĩ, tức là hạ phải có âm mưu gì khác bằng lý trí. Bọn người bê chuyện đó chỉ biết dùng thủ đoạn hạ lưu để hại người khác thôi. Phải có vấn đề. Hồi thể à, ông có vấn đề gì vậy? Đi tiểu thơ, tôi không ở đây hả? Mà tiểu thơ, hồi thể mới nghĩ ra một vấn đề, đó là không phải vấn đề đơn giản mà là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hồi thể, ông nói tôi nói lưu dẫn tôi nói đến vấn đề đó. Đúng, hồi thể là hồi đề đấy rồi. Mà tiểu thơ à, hồi thể từng chứng kiến mọi người thấy một cái người giang hồ mãi giả, khi họ đi biểu diễn thì thường hay dựng động tác theo cái cần thiết. Thật ra họ chỉ lợi dụng động tác đó để mà thu hút sự chú ý của người đứng xem, tiện việc cho họ lớn ra tay xài đó. Hồi thể à, tôi không hiểu ý của ông muốn nói gì. Vị tiểu thơ à, hồi thể lo lắng là họ sẽ tới đây gây sự với mình. Đây chỉ là động tác giả của thuốc y vệ nhằm che mắt chúng ta mà thôi, còn chưa thích ác độc thật sự, cũng chưa có sử dụng. Có lý lắm. Họ muốn chúng ta tập trung lực lượng đối ngoại với sự đề phòng với âm mưu mà họ bố trí. Tuấn Linh à, mày cho rằng vấn đề chính đại của mày sao? Đây là trực giác và suy đoán của người thôi. Chúng ta không có đâu. Chúng ta đã thăm dò rất kỹ rồi. Tất cả những người trong nhà đều là dân làm chuyện, chẳng có ai biết ra không gì cả. Các bạn đang xem phim tại website tvb.vn. Như vậy, như chị, làm hại người không nên có, làm đề phòng không thể thiết. Thì nơi chúng ta đang có nhiệm vụ quan trọng, còn phải tổn thủ nhất bình thường nữa. Đồng thời viết rằng, từ từ tặng cho mỗi người một cái túi, phần đó có động thất hơn vì âm thảo, trước khi đổi tư của chị cô nương lên được. Cái túi? Mỗi người một cái túi, tôi phải báo cổ gì? Không phải đâu, bà có hiểu không? Trong túi nhất định phải có một người âm thảo. Một âm thảo là gì? Đó là một loại cỏ mọc trong rừng rậm ở tỉnh Dùng Quý. Hàng năm không thấy mặt trời, một khi mặt trời chiếu xuống sẽ thoát ra một loại hương vị. Từ đến nửa canh giờ họ sẽ cùng uy tài mệt và ngã xuống tại chỗ. Ông à, tại sao họ lại cho ông làm như vậy? Đương nhiên là muốn hãm hại bọn người của phụ cô nương. Đồng hồ xuân này là một thầy lang mà. Thầy lang có trách nhiệm cứu người, đâu thế nào ra tay hại người được chứ. Nhưng mà thế nào? Nhưng nếu tôi không làm theo lời dặn của họ, họ sẽ giết chết phương nhân, bệnh do chết tuyệt hậu. Như vậy không thể được. Phương nhân là nữ vật của chúng ta, là nữ vật của bệnh gia. Không bệnh nó không bệnh gì, tôi sẽ chết theo nó đó. Ông hãy làm theo lời dặn dò của họ đi. Tôi... làm sao tôi có thể ra tay được? Ông không dám làm, tôi để tôi làm cho. Để cứu bà Phương Nhi, tôi biết ông tới làm như vậy. Đúng không cô Nhi, đứng khơi trình hết chuẩn bị xong. Đúng như sư huynh cô đã chuẩn bị người chờ này kia, chúng ta có thể xuất phát được rồi.
Quân ơi, tôi đi bà, tôi xin ông thật đó. Đừng nói vậy, đừng nói vậy. Tôi hình mà, lúc này mới phát phát. Chúng ta đã hứa với đồng lão bá ở lại bang này. Đến giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ xin phép. Thời gian đến, lập tức khởi hành. Nếu như lúc đó họ chưa thả đồng công tử cho về, chúng ta sẽ tính sao đây? Đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm chơi ứng biến. Vì cô nương, vì khổng tử mà làm mất thời gian của các vị anh hùng, lão đều cảm thấy ngại đó. Đồng lão trường đã quá nặng nề, tôi vừa về chỗ nào cũng không biết gì bao nhiêu. Giả lại vì sự an nguy của quý công tử, dẫn đến sẵn lòng nặng gì. Lão cảm kích vô cùng. Các vị xứng đáng là anh hùng hảo hơn, hiệp tâm nghĩa đảm, hào khí càng dần. Hơn vì người ta tôn trung nguyên quy cục là thiên hạ đệ nhất. Không dám, chúng tôi là người trong võ lâm, gặp chuyện bất bình, đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Như vậy, nếu không thể làm người luyện giả. Đúng, là người của tôn nguyên quy cục, thì không sợ cường quyền, nếu gặp chuyện không phải thì chúng mới đến cùng. Đồng hồ chung với đồng hồ chung. Người muốn tâm ra tài hãm hại đệ hiệp nghĩa nghĩa bạc dương thiên hay sao? Người có giúp ngay được không? Nói chuyện, về nhà đã qua rồi, tại sao họ vẫn chưa thả đồng công tử về chứ? Thưa cô nương, thưa cô nương, có cô yên tâm. Vợ chồng chúng tôi đã làm theo ý của họ, để khách vợ lại ban này. Tôi nghĩ họ nhất định giữ lời hứa mà thả con trai chúng tôi về mà. Như là có những lời hứa không cô? Các bạn đang xem phim tại website tvb.vn. Mình làm mất thời gian hứa của các vị, chúng tôi cảm thấy ngại lắm. Đi đến bếp lại tình nghĩa đó, vợ chồng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc tàn nhã, còn có vợ làm chủ nhà. Bây giờ anh con hãy nhận dùng cho. Đường thơm vui vàng, giúp cho tinh thần tỉnh táo, đúng là của quý. Mỗi người một cái, người nào cũng có phần cả, và thằng thật là quá thích sáng rồi. Đừng cầm, đây là thứ hại người. Ây da, có lẽ để như vậy sao? Ông có muốn cứu thằng gì hả? Đồng hồ xin thà tử khẩu, cũng không làm chuyện trái với lương tâm. Mấy chị, sao sao chị ngồi như thế này? Tôi đêm qua lão nhận được một ý thư, lão không thể làm chuyện trái với lương tâm. Vì cô nương, hãy mau đi khỏi đây. Mẹ, hai vợ chồng già đó thưa là tội nghiệp. Chúng ta bỏ đi như vậy, chúng ta không đúng lắm đâu. Mong tôi à, để đừng nói như vậy chứ. Chúng ta cũng biết tình tình nghĩa mà. Thôi anh nói rất đúng. Họ muốn hãm hại chúng ta, trên đường đi, nhất định là không có mai phục. Chúng ta phải tìm chú tự chứ, cho họ một đoàn không chịu trở tay. Tại sao lại như vậy? Tay chân mệt mỏi, đi cũng không nổi. Thôi thử, ông đã lớn tuổi rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa đâu. Nói vậy, hồ thổ mới 28 tuổi, nó còn trẻ mà. 20 cộng 20 cộng 28. Wow, thì ra ông đã 68 tuổi rồi sao? Già dữ vậy sao? Ít ra tôi phải giả nữa. Đừng có nằm mơ. Thì là thế. Tại sao ta lại buồn như vậy? Cũng vậy. Tại sao lại buồn như vậy? Các bạn đang xem phim tại website tvb.vn. Như thế, nó lại thế. Thế nên, nơi này là chỗ trừng phạt các người. Lên đi! Mình đi đây!
Này, đừng có tự tế đi. Chị thầy chú phụ mẹ mới về mai thầy nhưng không biết mình công tử nào cả. Chỉ tên này nó biết là công tử đang ở đây thôi. Lần này cứ để tài hạ. Nói gì có gì vậy, lập tức lên đường đi. Bà ta. Mai. Phương Nhi. Phương Nhi. Ai đưa con thấy gì đâu vậy? Cho dân tích tiếp. Em đưa con gì đây đó. Vậy thì chết. Vậy thì chết. Hà Cừu, ngươi đã làm hỏng chuyện của bổn tọa. Hôm nay bổn tọa cho ngươi chết không có chỗ dung thân. Nè, các bạn đang xem phim tại đáng. Website tvb.vn. Tọa cha ta thì đủ rồi. Dạ. Đừng đợi gặp nạn, nhưng bản vô tình này không thể có tay đứng nhìn được. Ông nên gặp nạn, Âu Dương vô địch cũng không thể tham tay đứng nhìn. Vậy hai người hãy cùng nhau xuống anh tài địa phủ đi. Người mà chúng ta đang tìm mà tự giác mạng đến đây thật là quá hay. Bên cạnh cái tên người bảo lãnh, hôm nay chúng ta sẽ đòi được món nợ này thôi.